Thưa quý vị và các bạn, chuỗi phóng sự về tình trạng lộn xộn của thị trường vận tải hành khách của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Không thể phủ nhận tiện ích của loại hình xe dù, xe hợp đồng, xe ghép trong phục vụ nhu cầu ngày càng cao của hành khách. Tuy nhiên, chính các loại hình vận tải nằm ngoài sự quản lý của nhà nước đã và đang gây ra nhiều hệ lụy, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Cả đơn vị vận tải có đăng ký bến bãi, lịch trình, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ với nhà nước thì lại là những đơn vị chịu thiệt đơn, thiệt kép trong cuộc đua không cần sức này. Xe buýt Huế - Đà Nẵng mang biển số 75B01602 đến giờ xuất bến tại bến xe Huế. Nhưng lái xe Đặng Ngọc Thảo lượn lờ không buồn lăn bánh vì trên xe chỉ nhận được 2 khách. Ông Thảo chia sẻ, 3 năm trở lại đây, không riêng xe anh mà cả đội xe buýt Huế - Đà Nẵng với 81 đầu xe rơi vào tình cảnh vắng khách. Hành trình từ khi đón khách ở bến và nhận khách dọc tuyến cho đến từ 7 đến 8 ghế một chuyến. Nhiều chuyến chủ xe phải bỏ tiền túi để chi phí bến bãi. Nói chung xe dù xe cả thì hoạt động đã lâu rồi. Nhưng mà cái tuyến xe Huế Đà Nẵng chúng tôi là bây giờ rất khó khăn. Trước đây là 15 phút vận hành trên một chuyến xe. Bây giờ chúng tôi vẫn khắc phục là 30 phút một chuyến xe để nạp thuế cho đơn vị. Nhưng có những ngày 30 phút không có khách nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng hoạt động. Khách ế ẩm, tuyến buýt Huế - Đà Nẵng buộc phải giảm từ 20 ca xuống 10 ca mỗi ngày, tăng tần suất mỗi chuyến từ 15 phút đến 30 phút. Tuy nhiên, lượng khách vẫn không được cải thiện đáng kể. Các nhà xe chạy tuyến Huế - Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do xe dù, xe kẻ nở rộ, hoạt động ngày càng biến tướng, giành hết thị phần khách của tuyến xe buýt cố định. Cái lượng khách không có, rồi nhiều cái phương tiện cạnh tranh không lành mạnh với mình để làm mất đi cái lượng khách truyền thống của chúng tôi. Đó, chúng tôi là một doanh nghiệp của nhà nước, phải đóng thuế, phải thực hiện tất cả mọi nghĩa vụ của nhà nước đưa ra. Nhưng mà cái đảm bảo cuộc sống thì không đem lại cho chúng tôi cái cân bằng. Ví dụ như anh phải đủ tiêu, đủ chi, anh phải đưa ra ví dụ như một chuyến xe tính lỗ lãi như thế nào. Nhiều khi chúng tôi đi về là lỗ. Trước thực trạng trên, các chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh tuyến cố định đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng về việc xử lý các loại xe trả hình này, nhưng xem ra vẫn không bị hiệu quả. Kinh doanh ế ẩm, nhiều chủ xe buộc phải nghỉ tới phương án nghỉ chạy, mua xe mới hoặc phải bỏ tuyến chuyển qua chạy hợp đồng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện có 81 đầu xe tuyến cố định Huế - Đà Nẵng đang nghỉ hoạt động tại bến. Trong khi đó, xe hoạt động trả hình tới đến 300 đầu xe. Dù là chưa thể thống kê đầy đủ, nhưng con số trên đã cho thấy tỷ lệ ngày càng áp đảo của các đầu xe trả hình. Đơn vị chúng tôi thời gian trước là đơn vị chúng tôi gồm có 25 phương tiện chia thành 2 đội. Mỗi đội như vậy là 11 nốt và chia thành 2 tổ. Và từ ngày có cái vấn đề xe kẻ, xe dù, xe trả hình, hầu như đơn vị chúng tôi đi vào một con đường rất là kiệt quệ. Và số xe, phương tiện giảm dần do lượng khách không có. Từ con số 25 phương tiện và đến hiện tại, đơn vị chúng tôi còn 8 phương tiện. Có thể làm một phép tính đơn giản để thấy lợi nhuận mà xe trả hình mang lại. Một xe 7 chỗ hoặc xe limousine 12 chỗ ngồi đi Huế - Đà Nẵng với tần suất liên tục trong ngày. Giá vé từ 120 đến 150 nghìn đồng một khách. Mỗi chuyến, trừ các chi phí, nhà xe có thể thu về 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Trong khi không phải đóng bất cứ một thứ thuế hay phí nào như các nhà xe tuyến cố định. Cho rằng với lợi nhuận cao như vậy, rất dễ hiểu khi các xe trả hình bất chấp luật pháp, dùng đủ mọi chiêu trò để đối phó với lực lượng chức năng, trong khi nhà nước và các doanh nghiệp làm ăn chân chính, thiệt đơn, thiệt kép. Hiện nay thì chúng tôi cũng nhận định có một số doanh nghiệp, phương tiện thì lợi dụng hình thức hợp đồng để vận chuyển khách như tuyến cố định. Thì cái này thì căn cứ từng trường hợp cụ thể, từng đơn vị, từng phương tiện thì chúng tôi sẽ xác minh làm rõ để xử lý. Liên quan đến loạt bài phản ánh về tình trạng lộn xộn trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mà Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phản ánh. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bắt đầu thực hiện từ ngày 26 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Trong đó tập trung xử lý các trường hợp xe kẻ, xe trả hình kinh doanh vận tải hành khách như tuyến cố định.